liền sanh lên cõi trời tương ứng với các tầng thiền đã chứng. Vậy còn các ác nghiệp lúc trước, trước lúc chứng thiền mình của mình sẽ ra sao? Cái câu này nó cũng đơn giản thôi. Thì tức là mình chứng thiền, mình lên các tầng thiền thì các cái quả ác nghiệp thì nó sẽ chờ, nó chờ cho tới khi nào mà cái tuổi thọ của mình ở trên cõi trời á nó hết rồi thì xuống dưới thì mình sẽ trả thôi. Nghiệp thì nó tới tới cái thời điểm thì nó sẽ trả, cho nên là chúng ta không việc gì phải lo hết ha. Không biết vấn đề này thì thưa đại tướng thì có cái bổ sung gì hay không, tại vì thấy là nó đơn giản. Vị ở đây á, có nghĩa là cái sư không có nói là cái câu hỏi này là nó sai hoàn toàn, nhưng mà sư muốn phân tích rõ thì quý vị hiểu mà vấn đề này á, là bản thân sư đây về đức hạnh tuệ cũng có nói rất là nhiều lần rồi. Có nghĩa là mình khi mà mình đã chứng thiền thì mình có mặc định thì mình nghĩ là chứng thiền rồi á, là khi chết á, là sanh lên về, là mặc định sẽ sanh lên về cõi trời. Thưa quý vị, cái trường hợp đó có, nhưng mà thưa quý vị, đó là trường hợp của các vị thánh, các vị thánh, đúng không? Còn khi mà chúng ta phàm phu á, khi mà chúng ta chứng thiền á, thì để mà được như cái câu hỏi này nói là khi mệnh chung sanh liền cõi trời thì chúng ta phải duy trì cái trạng thái thiền ở đó đến cái lúc á, chúng ta phải tu tập thường xuyên đến cái lúc mà cận tử á, chúng ta duy trì được trạng thái thiền thì chúng ta mới sanh lên về cái cõi tương ứng đó. Nhưng mà nói như vậy thì mới chính xác cho rõ ràng, tại vì nhiều khi có nhiều hành giả cứ nghĩ là chứng thiền cái là nó auto, nó giữ cho mình mặc định, nó giữ luôn, đúng không? Chứ nó không có bị rớt, đúng không? Trong khi mình còn phàm phu, đúng không? Trừ khi thánh nhân, xin nhấn mạnh khi thánh nhân thì ở đây mà thánh nhân thì là khi chứng thiền thì các ngài là giữ được, đa phần các ngài giữ được từng tầng thiền đó, ngài chọn được cái thần niệm tương ứng của mình đó. Còn mình phàm phu vẫn có trường hợp rớt thiền các bạn. Nếu quý vị cần tướng nghiệp bị rớt thiệt thì cái được tái sanh quý vị đôi khi cũng không xác định, chứ không phải là quý vị đã từng chứng thiền quý vị rớt thiền quý vị sanh về về cõi thiền, về cái cõi chờ tương ứng đâu. Rồi ở đây thì riêng phần mà cái câu hỏi với sau nó cái vị này hỏi là vậy còn các ác nghiệp trước lúc chứng thiền thì mình sẽ ra sao, thì Đức Hạnh Tuệ trả lời thì sư cũng hoàn toàn đồng ý với câu hỏi đó. Ở đây thì sư cũng xin trích thêm một cái câu hỏi này là cũng nó cũng tương tự như ở trong Milinda Vấn Đạo á. Thì ông vua Milinda thì mới hỏi là cái câu hỏi cũng tương tự như điều này đó. Ông hỏi là đại loại như là thưa ngài, cái việc tái sanh á thì có phải là thoát khỏi các nghiệp nghiệp ác không? Đó thì ngài ngài Nagasena ngài mới trả lời, đưa một ví dụ như vậy. Thì tôi xin đọc ví dụ như vậy nè để cho quý vị biết, để hình dung, đúng không? Là có nghĩa là có cái hình dung đó, nó rõ ràng hơn. Thì ngài đưa ví dụ là gì, là Tâu Đại Vương giống như người nào đó lấy trộm trái xoài của người khác, có phải người ấy đáng bị hình phạt? Thì ông vua nói là thưa ngài đúng vậy, người ấy đáng bị hình phạt. Thì ngài mới hỏi lại thêm là Tâu Đại Vương quả là người ấy đã không lấy trộm các trái xoài đã được trồng bởi người kia thì tại sao lại đáng bị hình phạt? Đó. Thì ông vua mới trả lời là thưa ngài, những trái xoài ấy được sanh lên có điều kiện, do đó người ấy đáng bị hình phạt. Thì ngài mới kết luận là Tâu Đại Vương tương tự y như thế, người tạo nghiệp tốt đẹp hoặc là không tốt đẹp với danh sắc này thì do nghiệp ấy danh sắc đi tái sanh, vì thế không hoàn toàn thoát khỏi các nghiệp ác. Thì ông vua cũng đồng ý, ông nói thưa ngài Na Xê Ná, ngài trả lời khôn khéo. Và ở đây thì công sư cũng muốn bổ sung thêm cái câu cái ví dụ, lấy ví dụ cho quý vị để hình dung, và cũng xin kết thúc cái câu trả lời này. Thưa quý vị đó, thì nãy
là sư Tuệ Tường có bổ sung một việc, đó là giống như khi mà cái thân mình đi, rồi mình tạm gọi đi đầu thai đi ha, đi đầu thai qua đời sau kiếp khác, cái nghiệp đó đó nó vẫn sẽ chờ đó đó, chứ nó không có mất đi. Thành ra là mình đổi, cho dù mình có đổi qua 100 cái thân thể, cái danh sắc khác nhau đi chăng nữa đó, thì mình vẫn phải chịu cái quả của thiện và ác nghiệp như cũ. Cũng giống như á, cái người mà trộm xoài á, thì không thể nào nói là cái xoài tôi trộm nó không phải là cái xoài, cái trái xoài mà cái anh chủ đất anh trồng. Thì cái trái xoài anh chủ đất anh trồng á, nó nằm dưới đất, nó hoại ở dưới đất. Còn đang trộm lấy trái xoài khác từ trên cây, nhưng mà không thể lý luận được như vậy. Bởi vì á, trái xoài mặc dù lấy được từ trên cây, nhưng nó có duyên, nó là duyên từ trái xoài đã gieo ở dưới đất. Cũng vậy đó, các cái thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp mình đã tạo, nó sẽ là duyên cho một cái ngày vị lai nào đó, chúng ở một cái danh sắc khác, chúng ta sẽ phải chịu cái quả báo của việc này ha. Và một cái ý nữa, đó là chúng ta nên phân biệt giữa chứng thiền và chứng thánh nha. Chứng thánh thì không bao giờ lui, và chứng thiền thì có thể lui. Vị thánh thì hiếm khi nào mà lui thiền lắm. Bởi vì lui thiền và hoại thiền có nhiều nguyên nhân. Một là do phiền não, hai là do sự không có tu tập. Thì vị thánh thì chắc chắn là không hoại thiền với phiền não rồi. Nhưng mà trong một số trường hợp vị thánh đó không có thường xuyên tu tập thì vẫn có thể hoại thiền. Như trường hợp ngã sát trí, khi chúng ta hay một trong năm anh em bị kỳ Trần Như á, khi mà vị này bị bệnh, Đức Thế Tôn đến hỏi là ông có khá hay không, có khỏe hay không, thì vị trưởng lão mới nói là bạch Thế Tôn, nếu như con mà còn giữ lại cái tầng thiền á, thì con không đau đến như vậy. Tức là một vị thánh vẫn có khả năng hoại thiền, nhưng mà khả năng hoại của vị thánh là do để lâu quá không có tu tập, chứ không phải là do bị phiền não. Thì sư bổ sung tình ý này. Và chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo. Sao kỳ vậy ta? Cái micro á, nó tự nó điều chỉnh cái âm lượng đó. Bữa trước đã sửa rồi. Đúng rồi mà ta.
Alo. Rồi, mới chữa. Rồi, nó vẫn còn hả? Alo. Vẫn còn. Kỳ ta. Alo. Alo. Sư cũng chịu thua cái này đó. Không biết làm sao thế mà nó tắt cái chế độ tự tự vặn nhỏ volume. Chưa tạm gọi là như vậy. Nó tự vặn nhỏ volume. À, thôi bây giờ qua cái câu hỏi tiếp theo.